Một thế giới kỳ lạ, nó quay quanh mặt trời như một phần của vành đai Kuiper. Quỹ đạo của nó vượt ra quỹ đạo của Hải Vương Tinh và nó được coi như người bạn của Diêm Vương Tinh, đó là hành tinh lùn Haumea. Mặc dù có một kích thước khiêm tốn, nhưng đây được coi là thiên thể bí ẩn nhất hệ mặt trời. Sở hữu cho mình một tốc độ quay chóng mặt cùng với một vành đai kỳ lạ, nó đang lang thang đâu đó ở khu vực rất xa mặt trời. Ngoài ra, nó còn sở hữu cho mình hai vệ tinh tự nhiên. Vậy hôm nay, Top Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn trên hành tinh lùn Haumea. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Top Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Hành tinh lùn Haumea hay còn được định danh bằng số 136108. Đây là một hành tinh lùn đã biết, nằm ngoài quỹ đạo của Hải Vương Tinh. Không giống như các hành tinh lùn khác có dạng gần như hình cầu, Haumea lại có một hình dạng khá đặc biệt. Hình dạng của nó được ví như một điếu xì gà béo, với kích thước lần lượt là 2100 x 1680 x 1074 km. Với kích thước này, các nhà khoa học ước tính diện tích bề mặt của nó vào khoảng 8,14 x 10 mũ 6 km2. Do nằm rất xa mặt trời, điểm viễn nhật của nó cách mặt trời là khoảng 51,6 AU, còn điểm cận nhật nó cách mặt trời 43,2 AU. Đây là một quỹ đạo hình elip nằm ở khu vực vành đai Kuiper. Chính vì vậy, nó mất rất nhiều thời gian để hoàn thành được một vòng quay quanh quỹ đạo. Theo tính toán, để hoàn thành được một vòng quay quanh mặt trời, Haumea mất khoảng 103.647 ngày trái đất, tương đương 283,7 năm. Điều này có nghĩa, một năm trên Haumea tương đương 283,7 năm trên trái đất. Do đó, nếu con người có cơ hội đặt chân lên hành tinh lùn này, có lẽ tuổi thọ trung bình của chúng ta chỉ được tính theo tháng mà thôi. Khi quan sát kỹ hơn Haumea, các nhà khoa học nhận thấy nó có một tốc độ tự quay chóng mặt. Theo đó, để hoàn thành được một vòng tự quay quanh trục, hành tinh chỉ mất khoảng 3,9 giờ. Điều này có nghĩa, một ngày trên Haumea chỉ kéo dài khoảng 3,9 giờ. Chính vì vậy, nó trở thành một thiên thể có kích thước lớn hơn 100 km, quay nhanh nhất hệ mặt trời. Do sự quay nhanh này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nó là nguyên nhân tạo ra các vệ tinh xoay quanh nó. Cho đến nay, người ta phát hiện xung quanh Haumea có hai vệ tinh tự nhiên, trong đó vệ tinh lớn nằm ở vòng ngoài có đường kính vào khoảng 310 km. Nó mất 49 ngày để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh Haumea. Còn một vệ tinh phía bên trong có kích thước nhỏ hơn và có chu kỳ quỹ đạo nhanh hơn. Chính vì sự xuất hiện của hai vệ tinh này, các nhà khoa học có thể tính toán khá chính xác khối lượng của Haumea. Theo ghi nhận, khối lượng của nó bằng khoảng 4,006 x 10 mũ 21 kg. Với khối lượng này, nó tương đương khoảng 1 phần 1.400 lần khối lượng của trái đất, tức nó bằng khoảng 1 phần 3 khối lượng của Diêm Vương Tinh, hành tinh lùn lớn nhất hệ mặt trời. Có một điều thú vị trên Haumea đó là xung quanh nó có một vành đai giống như vành đai của Thổ Tinh. Vào năm 2017, các nhà khoa học tại 10 phòng thí nghiệm khác nhau quan sát Haumea bằng 12 kính thiên văn trên khắp châu Âu. Họ sử dụng ánh sáng nền của một ngôi sao có tên là URAD-1553-182-543 để phân tích về hành tinh lùn này. Kết quả cho thấy, vành đai của Haumea có chiều rộng khoảng 70 km và nó có bán kính là 2.287 km. Các phần tử nhỏ trên vành đai hoàn thành một vòng quay khi Haumea hoàn thành được 3 vòng quay quanh trục. Điều này có nghĩa, các phần tử nhỏ trên vành đai có quỹ đạo quay quanh Haumea khoảng 11,7 giờ. Trong lần nghiên cứu này, các nhà khoa học không phát hiện ra dấu hiệu của bầu khí quyển trên Haumea. Việc khám phá ra vành đai xung quanh hành tinh lùn Haumea mang lại rất nhiều ý nghĩa. Nó cho chúng ta thấy rằng, vành đai có thể xuất hiện khá phổ biến ở các vật thể nằm phía ngoài quỹ đạo của Hải Vương Tinh. Họ cho rằng, có thể nguồn gốc của vành đai này đến từ sự va chạm của một thiên thể khác hoặc do sự phân tách vật chất bề mặt do tốc độ tự quay chóng mặt của Haumea. Vào năm 2005, các quan sát cho thấy, trên bề mặt của Haumea có rất nhiều các điểm kết tinh bằng nước giống như bề mặt của mặt trăng Charon của Diêm Vương Tinh. Điều này khiến nó càng trở nên đặc biệt bởi vì băng kết tinh được hình thành ở nhiệt độ khoảng 110 độ Kelvin, tức âm 163 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ bề mặt của Haumea là dưới 50 độ Kelvin, lạnh hơn rất nhiều nhiệt độ hình thành băng kết tinh. Theo lý thuyết thì lúc này băng sẽ ở dạng vô định hình. Ngoài ra, cấu trúc của băng kết tinh sẽ không ổn định dưới các tia vũ trụ và các hạt năng lượng đến từ mặt trời.
Người ta ước tính rằng trong khoảng 10 triệu năm, băng kết tinh sẽ bị bắn phá để trở thành băng vô định hình. Nhưng Haumea và các vật thể bên ngoài quỹ đạo Hải Vân Tinh, chúng đã tồn tại ở đó hàng tỷ năm về trước. Cho nên, theo lý thuyết trên bề mặt Haumea không thể tồn tại các cấu trúc băng kết tinh được. Phải chăng hành tinh lùn này đã trải qua một quá trình tái tạo bề mặt trong thời gian gần đây? Nhưng cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra bất kỳ một cơ chế nào phù hợp cho sự tái tạo bề mặt của nó. Và đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn chưa được giải mã trên hành tinh lùn Haumea này. Phải nói rằng, tuy Haumea là một hành tinh lùn có kích thước khiêm tốn, nhưng hiểu biết của nhân loại về nó còn rất hạn chế. Có thể do nó nằm ở một khu vực rất xa, nên các nhà khoa học rất khó quan sát và phân tích về thiên thể này. Như Hải Yến đã trình bày trên, hành tinh lùn Haumea được coi là một phần của vành đai Kuiper. Đây là một khu vực không gian rộng lớn nằm ở rìa ngoài của hệ mặt trời. Vành đai Kuiper gồm những mảnh vỡ giống với vành đai các tiểu hành tinh, nhưng được tạo thành chủ yếu từ băng và rộng lớn hơn rất nhiều. Nó nằm ở khoảng giữa 30 AO và 50 AO tính từ mặt trời, tức là bắt đầu từ Hải Vương Tinh trở ra. Mặc dù người ta ước tính có khoảng 70.000 vật thể ở vành đai Kuiper có đường kính lớn hơn 100 km, nhưng tổng khối lượng của vành đai lại rất nhỏ, có lẽ nó tương đương hoặc hơi lớn hơn khối lượng trái đất một chút. Qua quan sát, các nhà khoa học nhận thấy có rất nhiều vật thể ở vành đai Kuiper có quỹ đạo bên ngoài mặt phẳng hoàng đạo. Còn về nguồn gốc của vành đai, các mô phỏng trên máy tính hiện đại chỉ ra rằng nó được tạo ra và duy trì bởi lực hấp dẫn siêu lớn của mộc tinh. Nhờ lực hấp dẫn này, nó kéo lại các vật thể nhỏ, không cho chúng bay ra khỏi hệ mặt trời. Ranh giới ngoài của vành đai Kuiper không được xác định một cách chính xác. Ở khoảng cách 49 AU, số lượng các vật thể được quan sát thấy giảm sút rõ rệt tạo nên vách Kuiper. Một số nhà khoa học cho rằng phải có một thứ gì đó tồn tại ở phía ngoài vành đai và có khối lượng đủ lớn để quét sạch mọi mảnh vỡ còn lại. Có lẽ nó lớn như trái đất hoặc hỏa tinh. Mặt khác, khi các nhà khoa học quan sát các vật thể trong vành đai, họ nhận thấy có một điều kỳ lạ đang diễn ra. Một số thiên thể chuyển động theo quỹ đạo lạ so với mọi thứ xung quanh. Chính vì lý do này, nhiều người tin rằng có sự xuất hiện của hành tinh thứ 9 giả thuyết bên ngoài vành đai Kuiper. Giả thuyết về hành tinh thứ 9 được công bố lần đầu tiên trong một nghiên cứu năm 2016, khi các nhà thiên văn học nghiên cứu một hành tinh lùn trong vành đai Kuiper, họ nhận thấy rằng một số vật thể đã thoát khỏi ảnh hưởng của lực hấp dẫn cực mạnh từ các hành tinh khí khổng lồ trong hệ mặt trời. Chúng chuyển động theo quỹ đạo khác với phần còn lại của vành đai. Nhưng quỹ đạo của các vật thể này đều có điểm chung, và những điểm chung này được giải thích là do sự ảnh hưởng của hành tinh thứ 9. Ngoài ra, giả thuyết hành tinh thứ 9 càng được quan tâm hơn khi các nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ California có một nghiên cứu cho rằng hành tinh thứ 9 còn tác động mạnh mẽ lên các hành tinh khác trong hệ mặt trời, khiến trục của chúng bị nghiêng 6 độ so với mặt phẳng hoàng đạo. Nhưng rất tiếc cho đến nay, chúng ta chỉ đưa ra được giả thuyết hành tinh thứ 9 mà thôi, dường như nó vẫn vô hình trước những kính viễn vọng tối tân nhất hiện nay của nhân loại. Nhiều nhà lý thuyết còn cho rằng thực chất hành tinh thứ 9 không phải là một hành tinh, có thể nó là một hố đen mini, do đó chúng ta không thể phát hiện ra nó bằng những quan sát thông thường. Với khoa học kỹ thuật hiện nay, việc quan sát và phân tích các vật thể ở khu vực vành đai Kuiper vẫn còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đây vẫn là một trong những khu vực bí ẩn và thu hút giới khoa học nhất hệ mặt trời. Hải Yến hy vọng rằng việc quan sát và phân tích hành tinh lùn Haumea có thể phần nào giúp chúng ta hiểu hơn về những hoạt động của các thiên thể bí ẩn trong vành đai Kuiper. Biết đâu rằng, trong một tương lai không xa, chúng ta sẽ vén được những bức màn bí ẩn ở khu vực này. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên hành tinh lùn Haumea và vành đai Kuiper. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!